biết thầy Tâm từ hồi 2006, thầy có đi lên trên nọt của tôi là để chữa về bệnh gao, rồi châm 4 ngày, thì tôi về thì cũng đỡ được khoảng một vài năm sau thì nó cũng bị lại mà nó nhẹ thôi. Rồi tới bây giờ thì nghe thầy Tâm về đây châm cứu, thì tôi lại trở lại đây để gặp thầy Tâm châm về đau nhức, rồi về thận, rồi ho. Thì tôi tới đây lúc 3-4.